Xin chào quý vị và các bạn. Có bạn hỏi mình là sau khi ghép quả xong thì sau bao nhiêu lâu thì có thể tháo được cái giấy ghép ấy ra. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đó. Và ngay bây giờ thì mình mời quý vị và các bạn đến cái vị trí mà mình đã ghép quả bưởi. Lần trước mình đã chia sẻ thì để mình sẽ phân tích cụ thể cái việc khi nào thì nên tháo cái giấy ghép quả. Và đây là cái quả mà mình đã ghép vào một cái cây ngoài vườn. Mình sẽ để cái đường link của cái video mà mình thực hiện thao tác ghép. Rồi sau 16 ngày thì mình tháo cái giấy ghép ra ở dưới cái phần mô tả của video này để cho các bạn xem tham khảo, để cho nó, để video này nó có đầu có cuối. Tức là từ lúc ghép cho tới lúc tháo, rồi quay lại kiểm tra tình hình phát triển của quả ra sao. Trước màn hình của các bạn hiện tại đây là cái quả bưởi mà mình đã tháo giấy ghép ra sau 16 ngày. Và đến nay thì cũng được khá lâu rồi, chắc là hơn tháng rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là giấy ghép. Thì với cái kinh nghiệm của mình ấy, thông thường sau khi ghép quả xong thì khoảng thời gian từ 15 đến 20 ngày là các bạn có thể tháo cái giấy ghép ra được rồi nha các bạn nhé. Bởi vì là trong cái khoảng thời gian đó, quả nào mà đã liền, đã sống, đấy, đã thành công thì là thành công rồi, là được rồi nhé. Còn cái quả nào mà sau cái quãng thời gian 15 đến 20 ngày mà nó chưa thành công là nó tạch luôn. Đấy, kinh nghiệm của mình là như vậy. Đây là cái quả mà mình hôm trước mình đã tháo ra, và mình đã tháo bỏ luôn cả cái lớp giấy ghép mình đã quấn quanh cái quả này. Đây là quả bưởi bưởi Phúc Kiến, bưởi đỏ Phúc Kiến, bưởi Tam Hồng. Đây các bạn nhìn xem. Đây nhá. Nó lớn bình thường này. Thì các bạn xem lại cái video lần trước mình ghép ấy, thì so với kích thước hiện tại thì xem như nào. Đây các bạn nhìn cái mối ghép thì các bạn biết. Đây nhá. Còn nếu như chúng ta mà không tháo giấy ghép ra, cái lớp giấy ghép quấn bên ngoài ra, thì nó có ảnh hưởng gì không? Thì mình trả lời các bạn là nó không có ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Có những quả nó phát triển mạnh ấy. Đấy. Nó phát triển mạnh thì nó tự bung được, tự phá được cái lớp giấy ghép ra. Còn nó phát triển bình thường. Tuy nhiên thì vẫn có một cái lưu ý, đó là chúng ta nên, theo mình thì nên tháo ra đó, các bạn nhé. Đấy. Sau 15-20 ngày thì các bạn tháo ra. Hoặc các bạn nào cẩn thận hơn thì các bạn để khoảng độ 30 ngày cũng được. Hơn 20 ngày. Đấy, từ 20 đến 30 ngày. Thì các bạn tháo nó ra cũng được. Để làm gì? Để cho nó có độ tự nhiên. Đấy, ngoài ra sợ các bạn là khi thao tác thì chúng ta lại thít nó quá chặt. Thì sau khi mà chúng ta đã thành công ấy, mà chúng ta không tháo ra thì cái quả nó cũng một phần nào đó nó bị bí bách, đúng không? Đúng ạ. Đấy, bí bách. Và thậm chí là kìm hãm cái sự phát triển của quả. Mặc dù là có những quả nó phát triển rất là mạnh và khỏe thì nó bung được cái lớp giấy ghép ra. Tuy nhiên là có những quả thì nó chững lại. Đấy. Và có khi mà lúc chúng ta ghép như thế nào thì đến khi chúng ta tháo ra nó vẫn to như vậy, tức là nó không lớn được là bao nhiêu. Đấy. Thì mình nghĩ rằng một phần là cũng do cái lớp giấy ghép bên ngoài này. Đấy. Có thể là mình thao tác mình thít nó chặt quá. Đây, ngoài ra cái chỗ mà chúng ta quấn thế này, quấn vài vòng như thế này này, mà chúng ta không tháo ra thì cái mối ghép của chúng ta ấy, cái thân của nó cũng có cái độ phình to lớn lên. Đây này các bạn ạ. Đây. Mình sẽ tháo ra cho các bạn quan sát nhé. Thì nó sẽ tạo ra những cái vết lõm, bởi vì cái cuống quả kia nó sẽ lớn lên. Đấy, nếu chúng ta mà không cởi bỏ nó ra ấy, thì nó lớn lên thì nó tạo. Đây các bạn nhìn vào đây. Thì các bạn sẽ thấy được. Đây các bạn nhìn cận cảnh thì nó sẽ để lại những cái vết lõm, làm cho chúng ta cảm giác nó không được đẹp, nó không thẩm mỹ thôi. Nó cũng chả làm sao cả, đúng không? Đây, bây giờ thì mình có thể tháo ra và không cần phải quấn nữa rồi. Ok rồi nha các bạn. Đây.
đến thời điểm hiện tại là cũng được khá lâu rồi, thì cái quả này có rung lắc thoải mái, gió tác động thoải mái thì là cũng không sao nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đây là quả thứ nhất này, bên dưới này quả thứ hai nhé. Đây các bạn nhìn, mình sẽ tháo bỏ cái túi này ra. Cái túi này mình bao lại để ngăn ngừa côn trùng, đặc biệt là con ruồi vàng nha các bạn. Đó, nó lớn, trọng lượng nó tăng lên thì cái cành nó vít xuống này các bạn này. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Cái chỗ này nó có biểu hiện của bị dẹp muỗi đen này các bạn nhé. Đấy, bị dẹp cho nó muỗi này. Đó, mình đã xử lý rồi nhưng mà con dẹp nó chết rồi. Bây giờ thì mình có thể bỏ cái giấy ghép ở trên cái chỗ cái mối ghép này ra được rồi. Quấn vào đây là như lúc trước mình chia sẻ là chỉ có tác dụng để nó giữ đỡ bị bật thôi. Bởi vì lúc mình tháo cái giấy ghép này ra ấy, thì nó được 16 ngày thì lúc đó cái mối ghép của chúng ta mặc dù đã liền rồi nhưng nó vẫn còn yếu. Rất dễ bị gió mạnh làm cho bật, bong bật cái mối ghép này thì mình mới quấn như thế này thôi. Đây nha các bạn, mình đã tháo cái giấy ghép và mình quấn ở chỗ cái mối ghép ra rồi. Và giờ thì mình không cần phải quấn cái gì hết các bạn ạ. Bây giờ thì đảm bảo rồi, cái mối ghép rất chắc chắn rồi. Gió mạnh cũng không thể dụng được nữa. Cho nên là mình không cần phải quấn cái gì hết. Đây một quả nữa này các bạn này. Nữa nha các bạn nhé. Đây một quả nữa. Còn phía kế bên là mấy quả mình ghép sau. Đấy, nó chưa đủ thời gian tháo. Đây, mình vẫn để đây. Góc bên này cũng có mấy quả nữa, mình ghép vào đây. Vừa rồi thì mình có chia sẻ với các bạn về việc là sau bao nhiêu lâu thì tháo bỏ được cái lớp giấy ghép sau khi mình ghép quả. Thì các bạn theo dõi cái video này, nếu thấy thiết thực và hữu ích thì có thể ủng hộ mình nhé. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh để theo dõi miễn phí các video từ mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.